Nakano là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày anh đều làm việc cật lực đến tối muộn. Suốt khoảng một thời gian dài liên tục sức khỏe, tinh thần của Nakano đi xuống trầm trọng. Hôm nay Nakano cố gắng làm xong nhanh nhất có thể để được về nhà. Khi anh vừa nhấc mông khỏi ghế thì một đồng nghiệp đi tới thông báo. Việc dự án của tem khác đang gặp vấn đề và cần sự trợ giúp của Nakano. Thấy đồng nghiệp nhiều vả như vậy anh không thể từ chối được. Bóng tối tiêu cực bao vây lấy Nakano ngày càng một nhiều hơn ở thế giới linh hồn các nàng cáo thấy tình hình của anh chàng này càng tệ vì để cứu lấy nakano nàng cáo senko đã quyết định xuống trần gian để chăm sóc người đàn ông này nakano sau khi xử lý xong hết tất cả thì đã là đêm khuya vừa ra khỏi công ty thì lại nhận được cuộc gọi của mẹ nói về đám rỗ sắp tới mong anh có thời gian rảnh thì về nhà với gia đình một đống công việc trồng chất như vậy nakano chỉ biết thở dài khi lên tàu năng lượng tiêu cực của anh đã ảnh hưởng tới những người xung quanh trên đường trở về nakano chán nản tới mức không bước chân nổi vào siêu thị để mặc bụng đói qua đêm dù sao thì việc bỏ bữa cũng không còn xa lạ với anh đang bước lên cầu thang mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp mọi nơi khiến cho nakano tưởng nhà hàng xóm nấu đồ ăn đêm nhưng khi anh mở cửa nhà ra thì mới biết mùi hương đó xuất phát từ nhà mình bất ngờ hơn nữa là từ đâu xuất hiện một cô bé đang nấu ăn còn chào mừng anh trở về làm cho nakano cứ tưởng đói quá nên đã đi nhầm vào nhà hàng xóm quay ra thì thấy tên mình ghi rõ ràng trên tường nakano phải xác nhận đến tận ba lần mới tin đây là nhà mình thấy trong nhà tự dưng xuất hiện một cô gái không được bình thường. Trên đầu thì có tai còn cả đuôi nữa khiến cho Nakano hoảng sợ hơn là thích thú. Anh liên tưởng tới việc bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ vị thành niên. Sau đó đồng nghiệp chê bai còn mẹ già ở dưới quê bị liên lụy. Không để chuyện này xảy ra Nakano liền đuổi cô bé ra ngoài ngay lập tức. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ Senko có thể xuyên qua cửa để vào nhà. Điều này càng khiến cho Nakano sợ hãi hơn. Anh nghĩ ngày tàn của mình đã tới. Senko thấy anh hoảng loạn như vậy liền đổi chủ đề. Cô biết cả ngày hôm nay anh không ăn gì nên đã dùng món ăn để khiến Nakano bình tĩnh lại. Nhưng trong hoàn cảnh này làm sao anh có thể ăn được chứ? Năn nỉ mãi mà Nakano vẫn không mềm lòng. Senko đành dùng tuyệt chiêu của mình. Vào phút cuối cùng Nakano không nỡ để món ngon bị lãng phí anh chỉ đành gật đầu. Ăn một miếng đầu tiên Nakano cảm ơn bản thân vì hồi nãy đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Nhìn người con gái đối diện ăn ngon lành những hoài niệm của anh lại hiện về. Khi chưa bán mạng cho tư bản, Nakano cũng từng có khoảng thời gian tươi đẹp khi về nhà là có đồ ăn nóng hổi để rơi. Ăn no xong Nakano mới nhận ra là từ đầu tới giờ mình chưa biết cô bé trước mặt là ai, Senko không muốn anh phải khó xử nữa. Nên cô cũng giới thiệu luôn bản thân là một nàng cáo đã sống được 800 năm, lý do cô tới đây để hầu hạ Nakano. Ban đầu cô định nói về việc mình đã mang ơn gia đình anh, nhưng có lẽ vì sợ Nakano nghĩ nhiều nên cô chỉ nói đơn giản vì anh là mẫu đàn ông lý tưởng của cô. Điều mà Nakano thắc mắc hơn hết là từ trước đến nay trong tủ lạnh của anh chẳng có gì cả, sao Senko có thể tìm đâu ra được nguyên liệu chứ? Senko không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn đây toàn bộ đều là đồ cúng do người dân mang tới, việc này càng làm cho Nakano hoang mang thêm, nhưng đã ăn vào bụng rồi thì anh đâu thể nhả ra được. Dọn cơm xong Senko có mang lên hai tách trà. Sự phục vụ tận tâm của cô càng khiến cho Nakano bối rối, khi cô rời đi anh mới phát hiện ra trong trà của mình có lá may mắn. Điều này làm cho Nakano nhớ lại hồi bé mình cũng được bà pha cho. Khi Senko quay trở lại đập vào mặt Nakano đầu tiên chính là bộ lông vàng óng ánh mềm mại. Vì muốn sờ thử một lần trong đời anh đã cầu xin cô, ban đầu Senko hơi do dự vì trước đây chưa từng có ai sờ nó cả. Nhưng Nakano là ngoại lệ nên cô đã vui vẻ đồng ý, đúng như anh mong đợi. Một bộ lông mềm mại vừa nhìn qua là anh đã biết đầu quý, mà cứ mỗi lần anh sờ mạnh Senko lại run cả người vì đuôi là phần khá nhạy cảm của cô. Thỏa mãn bản thân xong, nakano mới nhận ra là mình chỉ biết nhận từ senko chứ chưa hề báo đáp lại gì cả thấy anh bối rối như vậy senko liền vui vẻ giải thích cho anh hiểu rằng sự cương chiều của á thần là vô hạn nên anh không cần phải bận tâm chuyện này làm gì cả cô còn khuyến mãi cho anh thêm quả gối bằng đùi vừa đặt đầu xuống nakano nằm mơ thấy tuổi thơ hồi còn vô lo vô nghĩ lúc đó anh cùng bà đi thăm một ngôi đền vì quá mải chơi đã bị lạc mất bà trong lúc anh đang khóc lóc gọi bà thì một bóng dáng xuất hiện đã chỉ dẫn cho anh đến với bà khi anh tỉnh lại thì thấy Senko đang vuốt ve mình, được cô chăm sóc tận tình như vậy Nakano cảm thấy vai bỗng nhẹ hơn, người không còn mệt mỏi như trước nữa, tự nhiên vớ được một người như Senko từ trên trời rơi xuống Nakano cảm kích vô cùng. Senko thấy biểu hiện của anh thì chỉ biết cười cho qua, bởi vì sau này cô sẽ còn cưng chiều anh hơn nữa. Buổi sáng hôm sau, Nakano thức dậy không thấy bóng dáng của Senko đâu, làm cho anh tưởng mọi chuyện tối hôm qua đều là do mình mơ thấy. Vừa đúng lúc đấy thì Senko xuất hiện lơ lửng giữa không trung khiến cho Nakano tỉnh cả ngủ. Tối qua anh đi ngủ khá muộn mà nay còn phải dậy sớm, nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh Senko cực kỳ lo lắng. Cô khuyên anh nên ở nhà một hôm để giữ sức, nhưng làm sao mà Nakano có thể nghỉ được chứ? Cho dù có thức trắng cả đêm đi chăng nữa anh vẫn phải đi làm, vì không muốn cho Senko lo lắng thêm, Nakano tỏ ra là mình rất ổn. Nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng anh còn chẳng đi vững, Senko định nấu cho Nakano một bữa sáng thì anh lại chạy đi mất. Mới sang sớm mà tinh thần của Nakano đã không có, Senko càng quyết tâm cương chiều để bóng tối bao vây lấy anh hoàn toàn biến mất. Cả ngày hôm nay Senko ở nhà đã rất chăm chỉ dọn dẹp từng ngóc ngách của căn nhà. Cô hy vọng nhà sạch sẽ có thể giúp tâm trạng của Nakano tốt hơn, vẫn tiếp tục như mọi ngày. Senko lại lấy đồ cúng để nấu ăn cho Nakano, còn anh ở công ty thì không được vui vẻ như vậy. Khi chuẩn bị về nhà lại bị xếp giữ lại, bữa nay còn đen đủi hơn là Nakano không kịp chuyến tàu cuối. Ở công ty như địa ngục nhưng về nhà thì lại là một thế giới hoàn toàn khác, anh vừa mở cửa ra liền thấy Senko đón mình. Điều này khiến cho tâm trạng của anh tốt lên rất nhiều, nhìn món canh sino nóng hổi mà Senko đã cất công chuẩn bị càng khiến cho Nakano ấm lòng hơn bao giờ hết. Không chỉ như vậy, nước nóng trong bồn đã chờ sẵn việc anh là chỉ cần nằm vào. Tắm xong Nakano cảm thấy rất thoải mái, nhưng có lẽ vì quá lâu không ngâm mình trong nước nên anh đã vô tình để nước lọt vào tai. Cộng thêm cả việc được nghe bài giáp của sếp càng khiến cho tai của anh khó chịu hơn bao giờ hết. Khi anh đang chuẩn bị lấy dụng cụ thì đột nhiên hộp lại di chuyển, làm cho Nakano lại tưởng mình gặp ảo giác. Mà hóa ra là vì Senko không cho anh tự mình làm việc này, cô đã hứa là sẽ cưng chiều anh hết sức mà. Với lại ngoái tai cũng là nghề của cô nữa nên làm sao mà Senko bỏ lỡ cơ hội này được chứ, mà Nakano lại không đồng ý. Do cả hai cũng chưa thân nhau lắm nên anh còn hơi ngại, mà nhắc đến tai Nakano lại nhìn vào đôi tai dễ thương của Senko. Biết anh thích sờ tai mình cô đã ra một thỏa thuận vì không thể cưỡng lại sự kích thích của cám dỗ. Nakano cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự đáng yêu của cô nàng này, nhưng vừa đặt đầu xuống đùi. Sự tội lỗi lại bao vây lấy anh, Nakano cứ có cảm giác như mình đang làm kẻ phạm tội vậy. Anh biết Senko đã 800 tuổi rồi nhưng bên ngoài của cô lại không khác gì một đứa trẻ cả. Mà kỹ năng ngoái tai của Senko đúng như lời cô nói Nakano vừa nằm xuống thôi là anh đã được lên thiên đường, vì quá dễ chịu nên Nakano đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ anh lại một lần nữa nhìn thấy Senko, mà lúc này hai người lại đổi chỗ cho nhau. Người được cương chiều lại là Senko, khi tỉnh lại Nakano cứ có cảm giác quen quen. Nên đã hỏi Senko là cả hai đã từng gặp nhau chưa, thấy anh hỏi việc này cô lại có một chút do dự. Nhưng vài giây sau đã tươi cười trở lại với câu trả lời là mình đã gặp rất nhiều người nên không thể nhớ nổi. Thấy vậy Nakano cũng không đào sâu quá nhiều. Việc bây giờ anh đặt lên hàng đầu chính là được sờ tai của Senko. Vì tai làm phần nhạy cảm nhất nên Senko có chút sợ hãi. Cứ mỗi lần Nakano sờ vào cô lại run hết cả người. Quá tận hưởng nên Nakano đã làm một phen khiến cho Senko hét vang cả trời. Sau đó anh phải dối rít xin lỗi vì đã không kìm được bản thân. Thời gian thư giãn cũng đã hết Senko nhắc nhở Nakano nên đi ngủ sớm để mai không bị mệt mỏi. Nhìn vào đồng hồ Nakano lại thấy giờ này quá là sớm. Thường ngày anh chỉ ngủ có 4 tiếng thôi. Senko thấy vậy thì chỉ biết bất lực vì con người cần ngủ đủ 8 tiếng một ngày thì mới khỏe được. Cô còn so sánh việc á thần mỗi lần ngủ là cả mấy trăm năm như vậy mới đã. Nakano thừa biết là phải ngủ đủ mới khỏe người được. Nhưng giờ giấc sinh hoạt của anh từ trước vẫn luôn vậy. Nếu mà đột ngột thay đổi rất khó. Với lại gần đây anh còn mắc thêm chứng khó ngủ nữa. Giờ này mà nằm lên giường cũng chẳng thể đi vào giấc được. Senko đã nhìn ra việc này từ buổi sáng lúc anh đi làm. Thế nên cô đã đem chăn ra phơi nắng để anh có một giấc ngủ dễ chịu nhất, nhìn chăn mềm mại Nakano không chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Anh nhảy thẳng lên giường đặt đầu xuống, mùi nắng đã phảng phất lên mũi cùng với sự dễ chịu khiến cho Nakano chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Khi chuẩn bị đi ngủ Senko đã thay đồ ngay trong phòng làm cho anh xấu hổ chỉ biết quay đi chỗ khác, tuy cơ thể của Senko không khác gì một đứa trẻ. Nhưng Nakano vẫn cảm thấy có gì đó không được thoải mái cho lắm, cả ngày hôm nay làm việc nhà vất vả Senko cũng không còn nhiều sức lực. Cô vừa lấy một chiếc đệm rồi ngủ luôn dưới sàn, dáng vẻ nằm co lại của Senko rất đáng yêu làm cho Nakano chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức. Mà khi nằm xuống thì anh mới nhận ra vấn đề là mình đang để cho một thần linh ngủ dưới sàn còn mình thì thoải mái hưởng thụ trên giường. Thấy việc này không ổn, Nakano liền nhắc nhở Senko lấy đệm to cho khách sẽ nằm thoải mái hơn. Thấy anh có ý tốt, Senko nằm lên giường luôn. Dù sao thì đối với cô Nakano chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Buổi sáng hôm sau Senko đã bắt Nakano phải ăn sáng nếu không cô sẽ cho anh ở nhà luôn. Anh bất lực đành ăn với tốc độ bàn thờ, trước khi rời đi còn được Senko tặng cho một cái vút ve để tạm biệt. Điều này làm cho tinh thần của Nakano tốt lên rất nhiều. Vào ngày nghỉ cuối tuần rảnh rỗi, Senko đã rủ Nakano chơi game cùng mình. Nhìn dáng vẻ tự tin Nakano cứ nghĩ Senko là chùm ai ngờ chơi ván nào thua ván đó. Vì thua nên cô đành phải chấp nhận hình phạt là cho Nakano sờ tai, nhưng nhớ đến việc anh làm như lần trước. Nỗi ám ảnh của Senko lại dâng lên thế là cô quyết định trốn tránh, mà Nakano lại không ngại việc đuổi bắt. Hai người cứ thế đuổi nhau trong nhà, mỗi lần né được Nakano thì Senko lại hét lên. Mà tường nhà thì mỏng nên đã làm phiền tới cô hàng xóm, quá mệt mỏi với nhà bên cạnh cô đành chạy sang kêu gào việc hai người quá phiền phức. Cứ tưởng là một cặp vợ chồng mới cưới nhưng mở cửa ra đập vào mắt cô là một ông chú dâu ria với một đứa bé. Ngay lập tức cô gọi cho cảnh sát để báo vụ này, cũng may là Nakano chạy ra kịp thời để ngăn cản lại nếu cảnh sát đến đây thật thì anh chỉ có ngồi ăn cơm nhà nước mà thôi. Xen cô thấy Nakano gặp khó khăn với người con gái trước mặt, cô liền giải thích việc mình với Nakano chỉ đang đùa mà thôi. Với lại cô đã qua tuổi trưởng thành từ rất là lâu rồi, nên cho dù có xảy ra việc mờ ám thì cũng chẳng sao cả. Thấy không có lý do gì để tố cáo nên cô hàng xóm cũng chỉ đành biết im lặng. Lúc đầu cô chỉ định dọa để cho hai người bớt ồn ào tí mà thôi, vì công việc của cô cần sự tập trung cao độ với lại nhà kế bên cứ suốt ngày ồn ào hơn cả đám trẻ con thì có thánh cũng chẳng chịu được thấy cô hàng xóm vẫn cứ tỏ ra thái độ khó chịu nên cô đành phải ra mặt Nakano cứ tưởng cô bé này có chiêu gì lợi hại lắm hóa ra lại dụ dỗ người ta bằng đồ ăn mà cô hàng xóm lại vui vẻ đồng ý không một chút đề phòng cứ thế mà đi thẳng vào nhà rồi ngồi ăn một cách ngon lành đối với cô hàng xóm thì ai cho ăn cũng đều là người tốt cả với lại đã qua hai ngày cô không được ăn bữa nào tử tế tự nhiên được mời một bữa ngon như vậy thì có bị ngu đâu mà từ chối chứ cô cũng tự giới thiệu luôn việc mình là cô en một sinh viên và đang làm thêm tại nhà trong lúc ăn cô cũng không quên hỏi về mối quan hệ của nakano với senko là gì bị hỏi như này nakano mới chợt nhận ra là mình với senko cứ thế sống với nhau chứ anh có biết mình với senko là gì của nhau đâu thấy nakano không trả lời được senko lại phải ra tay cô trả lời rất tự tin là mình là vợ kiêm mẹ của nakano Câu trả lời này không đúng cũng chẳng sai nên Nakano không cãi lại được, chỉ dành im lặng nhìn hai người phụ nữ trò chuyện với nhau. Senko còn hứa là từ nay trở đi mỗi lần nấu đồ ăn ngon sẽ mang qua nhà của cô En, biết là hàng xóm láng giềng có nhau nhưng phí sinh hoạt sẽ lại tăng khá nhiều. Mà Senko thích thì Nakano cũng chỉ biết thuận theo mà thôi. Còn cô En thì cười không nhặt được mồm, tự nhiên vớ được một hàng xóm chất lượng. Biết thế cô sang nhà này tố cáo sớm hơn thì có phải tốt hơn nhiều không? Annone xong cô en mới để ý cặp tai cùng với chiếc lông xù của Senko. Nên đã có một thắc mắc đây chính là việc mà Nakano sợ hãi nhất. Đang không biết phải trả lời ra làm sao thì cô en tự cười một mình và cho rằng Senko đang cosplay nhân vật cô cô. Trùng hợp làm sao đây lại chính là nhân vật mà cô en thích nhất. Nhưng đôi tai cứ ve vẩy đây là điều mà cô en chưa từng thấy cosplay nào làm được. Senko không biết cô đang nói về cái gì cứ thế trả lời thẳng thắn là đôi tai như chân tay nên có thể điều khiển được thôi nakano ngồi bên cạnh nãy giờ thấy tình hình không ổn anh đành phải giả vờ trả lời thuận theo nhân vật mà cô en nói tán gẫu xong cô cũng trở về nhà của mình nếu cô en mà ở lại hỏi thêm nữa chắc thân phận của senko sẽ bị bại lộ mất nakano biết mình không thể nào ngó lơ chuyện này nữa đâm lao thì phải theo lao nên anh đã cho senko xem anime mà cô en đã nhắc tới thấy cô thích thú với bộ phim này nakano cũng yên tâm phần nào đến giờ chuẩn bị đồ ăn tối senko mới phát hiện ra là đồ ăn trong tủ lạnh với chỗ mình mang tới đều đã hết sạch không còn cách nào khác cô đành phải đi chợ. Nakano thấy việc này không ổn tí nào. Nếu Senko ra ngoài với bộ dạng này chắc chắn sẽ thu hút một đống người. Nên anh đành phải dùng mũ với áo khoác để che đi tai và đuôi. Vừa vào tới siêu thị Senko vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ lại có một nơi dồi dào lương thực đến như vậy. Khi chọn hoa quả với một người suốt ngày ăn mì gói để sống qua bữa, Nakano cho rằng quả to mới ngon. Còn Senko thì lại khác vừa nhìn cô liền biết quả nào ngon thấy nakano bất ngờ trước tài năng này của mình senko liền tiết lộ cho anh biết mình là thần nông nên mọi thực phẩm trên đời này không có gì là cô không biết nakano chỉ mới đứng suy nghĩ một lúc khi ngước đầu lên đã thấy senko quay trở lại với một núi đậu anh chỉ biết thở dài nhưng người lùn đi siêu thị đôi lúc cũng gặp khó khăn về vấn đề là nhiều đồ nằm ở trên cao nhìn thấy senko cố với lấy đậu nakano muốn giúp đỡ nhưng senko nhất quyết tự mình lấy bằng cách lơ lửng trên không nakano thấy cô làm vậy thì sợ hãi không thôi nếu mọi người xung quanh mà nhìn thấy được thì hai đứa xong đời. Cả ngày hôm nay Nakano rất vui vẻ khi được đi mua sắm cùng với Senko. Anh chợt nhận ra là từ trước tới nay mình chưa từng như vậy, mỗi lần đi siêu thị cũng chỉ ở duy nhất gian hàng mì gói rồi ra về. Nakano cũng muốn phụ giúp Senko một phần nào đó, nên anh quyết định là vào mỗi ngày cuối tuần sẽ cùng cô đi mua sắm. Khi trở về nhà cứ tưởng sẽ có món khoai hầm ngon, ai ngờ sức mạnh thần nông của Senko quá lớn khiến cho củ khoai mọc luôn mầm. Vào ngày làm thứ bảy Nakano trở về nhà với bộ dạng tàn tạ không có nổi một chút sức sống. Việc này là do anh phải làm thêm cả ngày chủ nhật nữa, cả một tuần đi sớm về muộn đã là bóc lột sức lao động rồi. Nay Nakano còn bị ông xếp cướp mất ngày nghỉ duy nhất. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, anh đang định đặt báo thức thì bị Senko ngăn lại. Tại cô thấy tiếng chuông của báo thức này không khác gì một con ác quỷ cả. Cô không muốn điều này lại xảy ra vào sáng mai, vì thế đã đề nghị từ nay Nakano không cần đặt báo thức nữa thay vào đó là cô sẽ đánh thức anh bằng tình yêu thương của mình ban đầu nakano có chút do dự nếu mà senko ngủ quên không gọi anh dậy thì đời của anh coi như chấm dứt tại đây nhưng khi nhìn vào dáng vẻ quyết tâm của senko nakano đã đồng ý buổi tối vì để nakano có giấc ngủ dễ chịu hơn senko không ngần ngại dùng đuôi của mình để làm gối ôm cho anh sáng hôm sau senko thức dậy từ sớm sau khi hoàn thành xong tất cả mọi việc thì đến giờ đi làm của nakano nên cô đi tới giường để gọi anh dậy nhưng gọi mãi mà anh vẫn cứ nhắm mắt miệng thì lẩm bẩm thêm 5 phút nữa. Thấy Nakano không thích dậy Senko cũng không làm khó anh mà chui vào ngủ cùng, mặc cho hôm nay anh có phải đi làm thì cô cũng không quan tâm. Dù gì thì nay là ngày nghỉ cơ mà nên việc ở nhà ngủ nướng là đương nhiên. Khi Nakano tỉnh giấc anh nhìn vào đồng hồ thì không còn hy vọng đi làm nữa. Anh còn nhớ lại chuyện mình đã ôm đuôi của Senko nên không khỏi đỏ mặt. Bỏ lỡ một ngày làm việc nên hôm sau Nakano phải đi làm sớm để bù cho phần hôm nay để cho chắc ăn anh đặt báo thức luôn bây giờ và không còn tin tưởng vào sen cô nữa. Cô thấy anh vẫn dùng cái thứ đáng ghét này thì không khỏi tức giận. Thấy Nakano vẫn cứ nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ nên cô đã hứa là từ mai sẽ nghiêm túc gọi anh dậy. Và việc này sẽ không tái phạm bao giờ nữa. Năn nỉ mãi mà Nakano vẫn không chịu buông cái điện thoại ra khiến cho cô phải cướp nó đi. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Senko anh đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Khi Nakano xuống bếp để xem Senko nấu đồ ăn thì thấy cô dùng lửa hồ ly để thay cho bếp ga. Senko cũng giải thích luôn việc mình thích dùng lửa hồ ly hơn mặc dù dùng bếp ga tiện thận, và cô biết là lửa truyền thống đang ngày mai một đi do công nghệ hiện đại. Nakano thấy đây cũng là một điều tốt vì đỡ thêm tiền mua ga. Mùa mưa đến nên lúc nào ra đường cũng khó khăn mà mỗi ngày Nakano đi làm việc đều gặp phải mưa to. Bước ra khỏi nhà chỉ thấy chán nản và muốn nằm dài ở nhà cả ngày trước khi đến chỗ làm. Nakano không quên nhắc Senko việc mưa nhiều sợ nhà ẩm ướt nên cô nhớ bật điều hòa. Thấy cô có vẻ không thích mấy đồ công nghệ cho lắm nên nakano đã cố ý treo chọc việc senko là một bà già nên mới trốn tránh mấy thứ này bị nói chúng tim đen khiến cho senko quyết tâm phải sử dụng thành thạo mấy thứ công nghệ trong nhà mới được trước tiên cô thử nghiệm với điều hòa rất thuận lợi nhưng khi đến máy hút bụi thì lại không được may mắn cho lắm nó quá ồn ào khiến cho senko sợ hãi hết ầm lên vang sang tận nhà của cô en thấy mấy thứ này quá phiền phức senko định tiếp tục tự mình giải quyết hết tất cả bằng chân tay thì trong đầu lại xuất hiện vẻ mặt khó chịu của nakano khi cô không biết cách sử dụng đồ công nghệ vì để hoàn hảo nhất trong mắt của nakano senko chỉ còn cách thử nghiệm tiếp đến máy giặt lần này có sách hướng dẫn nên senko dễ dàng hơn trong việc sử dụng nhưng có quá nhiều nút bấm lằng nhằng nên kết quả khi mở ra toàn là một đống bọt cuối cùng senko vẫn phải tự giặt tay để xử lý đống quần áo còn giang dở cái này không được thì thử đến cái khác thứ cuối cùng còn lại trong nhà chính là bếp ga Tuy Senko có thể sử dụng lửa hồ ly của mình để đỡ tốn ga nhưng cô nhất quyết dùng thành thạo thứ này cho bằng được. Sau khi vặn một hồi lửa cũng xuất hiện, nhờ có đồ công nghệ mà công việc nhà của Senko nhẹ nhàng với nhanh chóng hơn rất nhiều, vì có thời gian rảnh rỗi Senko đã ngâm hai lọ hoa quả. Đây chính là thú vui mỗi khi trời mưa của cô. Sau khi hoàn thành xong hết tất cả mọi việc cô đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, thì mới nhớ ra là quên tắt điều hòa nên nhiệt độ trong phòng khá thấp. Thấy vậy Senko liền với lấy điều khiển để tắt nó đi, nào ngờ tv lại tự dưng bật lên đúng ngay cảnh mà nhân vật sen cô yêu thích đang gặp nguy hiểm vì quá hoảng loạn nên cô chỉ biết ấn hết tất cả các nút mong sao mọi thứ có thể may mắn chúng nút tắt nhưng dần dần mọi thứ trong nhà càng hỗn loạn lên khiến cho sen cô hoảng sợ hơn bao giờ hết tất cả đều hoạt động một cách không có kiểm soát như thể đang cố ý chống đối lại sen cô vậy vì không biết phải xử lý ra làm sao cô chỉ có thể hét lên hy vọng máy móc có thể ngừng lại cô en đang làm việc ở nhà nghe thấy tiếng của sen cô thì liền đi ngắt cầu dao để đỡ ồn ào Buổi tối Na Cano trở về nhà thì thấy tối om. trong bóng tối có ngọn lửa hồ ly sáng lên còn Senko ngồi thất thần trên giường không khác gì một đứa trẻ cả ánh mắt của cô lúc này cũng trở nên vô hồn không còn vui tươi như mọi ngày có lẽ trải nghiệm hôm nay chính là thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời của Senko thấy Na Cano xuất hiện cô liền khóc lóc khẳng định mình chỉ là một bình bông vô dụng suốt ngày chỉ biết phá hoại không làm gì được cho Na Cano biết Senko cảm thấy tội lỗi vì điện trong nhà đều bị tắt hết Nakano đã dẫn cô tới chỗ cầu giao để bật lên. Nhìn điện sáng trở lại, Senko cũng yên tâm phần nào, mà điều đầu tiên Nakano phải đi kiểm tra là đồ ăn trong tủ lạnh đã bị hỏng hay chưa. Cũng may thịt ăn trong hôm nay nên không sao cả, chỉ tiếc phần đậu dự trữ trong tủ đá có lẽ sẽ không giữ được lâu nữa. Thấy mình gây ra quá nhiều hậu quả trong một ngày, Senko ủ rũ chỉ biết trách bản thân mình. Nakano nhìn dáng vẻ này của cô thì liền cúi xuống an ủi khiến cho Senko nhớ tới một ai đó. Mà nhân cơ hội này Nakano cũng không quên chuyện sờ đuôi của Senko để thỏa mãn sở thích kỳ lạ của mình. Sau một khoảng thời gian chung sống, Nakano đã bắt đầu quen với việc chỉ cần về tới nhà là có Senko cưng chiều, nhưng điều làm anh đáng lo nhất là sở thích sờ đuôi của bản thân đang bị vượt quá tầm kiểm soát. Nghĩ đi nghĩ lại Nakano thấy việc suốt ngày sờ đuôi Senko là không ổn. Dù gì thì đó cũng là phần nhạy cảm của cô. Khi vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt Nakano lại là một á thần mới. Lần này anh không còn bị sốc nữa mà chỉ biết thở dài. Senko thấy Nakano về liền vội giải thích sự có mặt của bạn mình là do cô ấy muốn ở lại ăn cơm. Nên nhất quyết không chịu về cho dù có đuổi như thế nào đi chăng nữa. Á à, thần này là Shizu một nàng cáo được rất nhiều người biết đến. Trong bữa ăn Nakano cảm thấy hạnh phúc được nhân đôi khi bên cạnh mình là hai chiếc đuôi bồng bềnh. Đặc biệt đuôi của Shizu còn có màu trắng khiến cho Nakano không thể rời mắt khỏi nó được. Thấy Nakano cứ nhìn chằm chằm vào mình. Shizu cho rằng người đàn ông này có thái độ khó chịu với việc mình đến ăn ké. Đang định dạy đời thì biết được Nakano hâm mộ chiếc đuôi đằng sau, Shizu liền thay đổi 180 độ. Cô tự hào khoe bộ lông màu trắng biểu tượng cho sự thuần khiết. Tiếp đến đang định khoe mẽ thêm nữa thì lại bị Senko ngăn lại. Nói về bản thân song Shizu không chịu ở yên liền chuyển sang kể về tài năng gián đậu của Senko là không ai sánh bằng. Chính vì lý do này cô mới cất công tới tận đây để ăn trực. Nakano nhìn hai á thần đều vui vẻ khi nói về đậu rán. Anh cho rằng chắc có lẽ á thần nào cũng đam mê đậu như hai cô nàng này. Thấy Nakano nói vậy, Shizu cùng Senko liền giải thích cho anh việc tùy từng á thần sẽ thích ăn đậu hay không. Và món yêu thích nhất của á thần vẫn là thịt. Và lý do mà Senko nấu đậu ngon là ở thế giới thần linh đậu chất đầy như núi. Đâu đâu cũng đều có đậu nên mỗi ngày Senko đều phải chế biến chúng sau đó dần thành thói quen. Nếu ngày nào không dán đậu cô sẽ cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó. Nói ra việc này Senko mới chợt nhận ra là kể từ lúc gặp Nakano đến giờ. Mình toàn dán đậu cho anh ăn nên cô định thay đổi món. Thấy vậy Nakano liền ngăn lại bởi vì đúng như Shizu nói, Senko dán đậu ngon nhất nên anh ăn cả đời cũng chẳng sao cả. Ăn xong Senko đuổi thẳng Shizu về nhà. Nhưng cô vẫn không chịu rời đi vì từ trước đến nay. Ai gặp cô cũng đều phải hạnh phúc vậy nên cô sẽ khiến cho Nakano được hạnh phúc rồi mới rời đi. Senko nghe vậy chỉ biết thở dài để mặc cho cô bạn thích làm gì thì làm. Biết Nakano thích bộ lông của mình, Shizo đã cho anh sờ đầu thoải mái. Vừa đặt tay xuống xoa đầu tâm hồn của anh như được chữa lành, mà Senko nhìn từ xa bắt đầu cảm thấy ghen tị trước hành động này của Nakano. Vì thế cô cũng tham gia vào công cuộc sờ đầu của anh. Lúc trước chỉ sờ mỗi Senko là Nakano đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nay sự hạnh phúc tăng lên gấp đôi khiến cho anh như được bay lên thiên đường. Đang hưởng thụ thì đột nhiên Shizu bật dậy phá tan sự tận hưởng của Nakano. Cứ tưởng cô sẽ đi về ai ngờ kỹ năng xoa đầu của anh quá đỉnh nên Shizu đã hỏi về sự khao khát của Nakano để thỏa mãn nó. Nhưng việc sờ đầu đối với Nakano là quá tuyệt vời rồi nên anh chả đòi hỏi thêm gì nữa, thấy anh cứ ấp a à ấp úng giấu giếm thứ gì đó. Shizu đành phải sử dụng đến thiên lý nhãn để nhìn thấy tâm tư của Nakano. Cứ tưởng anh có khát vọng lớn lao lắm hóa ra là muốn sờ đuôi mình. Nghe thấy vậy Shizu hối hận về việc ban nãy. Với Shizu phần đuôi là nơi cấm kỵ cho dù có như thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không để ai chạm vào. Cầu cứu Senko không được cô chỉ còn cách xuyên qua tường. Đen đủi hơn hết là lúc này cô en vì thức đêm, nên đầu óc bắt đầu điên loạn và đang khao khát có được một chú mèo để sờ soạn. Đúng lúc đó Shizu vừa hay xuất hiện khiến cho cô en tưởng điều ước của mình đã được ông trời lắng nghe. Nhưng vừa được nựng mặt một cái Shizu liền chạy đi mất để lại cô en với sự tuyệt vọng không có hồi kết. Lại một ngày Nakano đi làm vất vả. Khi về nhà trên người anh toàn mùi mồ hôi cũng may là Senko đã chuẩn bị một bồn tắm sẵn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nakano khi đi vào phòng tắm senko đã quyết định tiến thêm một bước nữa hôm nay cô không ngần ngại đi vào phòng tắm để kỳ lưng cho nakano thấy hành động này của senko anh nhất quyết từ chối dù sao thì cô vẫn là một đứa con gái chính hiệu nhưng mà một khi senko đã quyết tâm thì làm sao nakano ngăn cản được cô chứ không từ chối được lời đề nghị này nên anh chỉ đành biết chấp nhận cứ tưởng là sẽ cảm thấy ngại ngùng nhưng khi được senko kỳ lưng cho nakano lại cảm thấy thoải mái vô cùng trong tình huống như vậy anh mới nhận ra Senko đối với mình như một gia đình không hơn không kém, mà điều mà anh luôn tò mò trước giờ chính là cuống đuôi của Senko sẽ trông như thế nào. Vì thế đã lợi dụng việc kỳ lại cho cô để xem. Vừa dội nước lên người Senko thì một cơn ác mộng đã ập xuống đầu của Nakano, đó là lông đuôi hoàn toàn bị xẹp xuống sự bồng bềnh đã hoàn toàn biến mất. giây phút này khiến anh chẳng còn để tâm đến cuống đuôi nữa. Khi ngâm mình trong bồn tắm vì chán quá không có việc gì để làm, Nakano đã chơi trò dùng tay làm súng mà hồi nhỏ anh thường hay chơi mỗi khi tắm. Thấy Nakano vui vẻ như vậy, Senko cũng yên tâm phần nào vì lúc nhìn thấy anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô sợ anh mệt quá mà ngủ quên rồi chìm xuống bồn tắm luôn. Senko thấy anh vui vẻ khi được chăm sóc, cô chỉ hy vọng là mỗi lúc làm việc quá mệt mỏi thì có thể tâm sự với cô để nhẹ lòng hơn. Sau khi tắm xong điều mà Nakano lo lắng nhất chính là chiếc đuôi bồng bềnh có thể trở lại hay không. Nếu nó cứ xẹp lép mãi thì anh thả xuống địa ngục còn hơn đang mải mê suy nghĩ thì Senko bước ra với bộ lông mềm mại đánh tan sự lo lắng của Nakano. Thấy anh thích bộ lông này nhiều đến vậy Senko giải thích luôn việc phần đuôi là thứ quan trọng nhất của á thần. Nên là cô luôn chăm sóc sao cho nó đẹp nhất để Nakano khỏi lo việc một ngày nào đó đuôi không còn bồng bềnh nữa. Mới sáng sớm Shizu lại tới tìm Nakano nhưng cô lại đi nhầm vào phòng kế bên. Khiến cho cô en tưởng mình lại bị gặp ảo giác vì thiếu ngủ. Lần thứ hai mở cửa cũng may Shizu đã tới đúng nhà. Vì hôm qua đã trốn tránh nên hôm nay Shizu đến đây để bù lại. Nhung xui thay cho cô là đến chúng ngày nghỉ của Nakano. Nên anh chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại cả ngày để lấy sức cho một tuần tiếp theo. Biết Shizu tới đây để cưng chiều mình nhưng lại không cho sở đuôi. Nên Nakano đã gợi ý việc chơi game cũng giúp anh giải trí không kém. Nhắc tới có trò vui Shizu hào hứng không ngừng còn Senko ở bên cạnh lại thấy thấp thỏm không yên. Dù sao thì chơi game cũng là đồ công nghệ hiện đại nên cô sợ một á thần lỗi thời như Shizu không biết chơi rồi lại quạo lên, mà không ngờ là chỉ cần đọc qua hướng dẫn là Shizu có thể nắm bắt gần hết cách chơi, khiến cho Senko có chút quê mùa khi cô đã mày mò thứ này cả chục lần vẫn không thành thạo được. Thấy Shizu thích thú như vậy Nakano liền lôi hết tất cả đĩa game mà mình mua về làm Senko có chút ngạc nhiên. Vì không nghĩ rằng Nakano lại thích chơi game tới vậy, cô cứ tưởng anh chỉ là một nhân viên văn phòng đi sớm về khuya không có cho mình nổi một sở thích chứ. Khi chuyển qua game khó hơn, Shizu đã ngồi vào lòng của Nakano để có cho mình một chiếc ghế dựa lưng được làm bằng người. Không chỉ như vậy, nó còn có chức năng xoa đầu khiến cho Shizu cực kỳ thoải mái. Chơi được một lúc thì Senko mang điểm tâm lên. Thấy có đồ ăn ngon, Shizu liền đá văng Nakano ra xa chục mét để không bị tranh giành. Mà Nakano ngồi nhìn dáng vẻ ăn bánh ngon lành của Shizu thì lại thấy cô như đứa trẻ có được món đồ chơi mà mình thích. Thêm nữa là Senko ở bên cạnh chăm lo cho từng chút một. Khung cảnh trước mặt của Nakano không khác gì một gia đình cả, khiến cho anh cảm thấy cực kỳ ấm lòng trong ngày nghỉ này. Khi chỉ còn miếng cuối cùng, Senko mới nhận ra là từ nãy Nakano chưa được ăn miếng nào, thế nên cô đã đề nghị Shizuo đưa bánh cho anh ăn. Nhưng Shizuo nhất quyết không chịu, cô chỉ muốn một mình độc chiếm hết số này, mà Senko sẽ không bao giờ để Shizuo làm vậy. Thấy món ngon trước mặt sắp bị người khác cướp mất, Shizuo nảy ra một ý tưởng cô dùng game để quyết định xem ai là người sẽ được ăn miếng bánh đó thấy ý kiến cũng hay hay nên Nakano đồng ý luôn. Tuy rằng từ lúc đi làm anh không có thời gian chơi game nhưng hồi còn đi học thì không hôm nào anh không thức xuyên đêm để cày game cả. Vậy nên Nakano cực kỳ tin tưởng bản thân mình sẽ thắng trong ván này. Mà kết quả lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Nakano. Senko nhìn từ xa thấy anh buồn bã thì lén lút đi đến bên cạnh nói cho anh về việc Shizuo sử dụng thiên lý nhãn để nhìn ra suy nghĩ của anh không thì nằm mơ cô ấy thắng được để bù đắp cho Nakano Senko định dùng một chút bột bánh còn lại để làm cho anh. Thấy vậy Shizu liền xin ké một chân ăn bánh, dù sao thì cũng đã rất lâu cô không được ăn đồ của Senko nấu. Mà đã cất công đến đây rồi thì phải ăn cho thỏa thích chứ. Thấy Shizu thích đồ mà Senko nấu đến vậy, Nakano lại quyết đấu cô một lần nữa nếu lần này anh còn thua thì sẽ để cho một mình Shizu ăn tùy thích. Dù biết cô có thể đọc được suy nghĩ của mình nhưng Nakano vẫn thua thảm hại. Cuối cùng anh phải chấp nhận rằng Shizu là một người có tài năng về game. Sau khi chơi chán Shizu cũng chịu quay về như mọi lần cô đều đi xuyên qua tường. Cũng may là có sen cô nhắc nhở để không làm phiền tới cô hàng xóm. Biết cô bạn thân của mình gây náo loạn cho cô En, sen cô đã đích thân làm một cơm hộp thật ngon để mang sang cho cô En thay như lời xin lỗi. Thấy sen cô nhắc tới Shizu cô En mới nhận ra là mình không hề bị ảo giác do thiếu ngủ. Mà cô cũng chẳng bận tâm chuyện này cho lắm thấy đồ ăn là cô En quên hết mọi chuyện khi sen cô bước vào nhà nhìn khung cảnh bừa bộn chỉ biết thở dài dù sao thì cô en vừa đi học và làm mà ở một mình như thế cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm vì có thời gian rảnh rỗi nên sen cô tiện thể dọn dẹp luôn căn phòng khiến cho cô en mừng rớt nước mắt trong lúc ăn cô en suy nghĩ về một cô gái kỳ lạ như Senko. người có thân hình nhỏ nhắn và mối quan hệ với anh hàng xóm là mẹ kiêm cả vợ nhìn sự nhanh nhẹn và tháo vát của sen cô đôi lúc cô en còn tưởng cô là cáo thật mà đấy chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cô en mà thôi vì cô chỉ tin người cáo có trong manga chứ ở ngoài đời thì không bao giờ. Vừa ăn được mấy miếng quay lại đã thấy Senko dọn dẹp cái chuồng lợn của mình sạch bong còn đồ đạc thì được xếp theo đúng thứ tự. Được Senko chăm sóc tận tình như vậy cô En liền lục tung tủ ra khiến cho căn phòng lại trở nên lộn xộn. Senko đứng ở đằng sau thấy cảnh này chỉ biết thở dài. Sau một hồi tìm kiếm cô En lôi ra một bộ hầu gái, thấy Senko không định mặc thứ đáng yêu này cô En đã thuyết phục bằng cách lôi Nakano ra cô chắc chắn rằng không một ai có thể cưỡng lại bộ đồ này cả thấy điều này khá hợp lý nên senko đã mặc thử lên người để xem có đúng như lời của cô en nói không còn cô en sau khi thấy senko mặc hầu gái thì như muốn bùng nổ ngay tại chỗ vì sự đáng yêu có một không hai của cô bé này không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một cô en chụp liên tục vài trăm bức ảnh để về ngắm dần thỏa mãn bản thân xong cô en cuối cùng cũng chịu tha cho senko còn tặng luôn cả bộ đồ coi như quà hậu tạ sau khi Senko rời đi cô En không kiềm chế được bản thân nữa mà hét lên sự ghen tị của mình với ông chú hàng xóm. Cô cũng muốn có một cô vợ đáng yêu lại còn đảm đang nếu không phải Senko là vợ của Nakano thì cô En đã cướp từ lâu rồi. Buổi tối khi Nakano về nhà anh đã không thể nào tin nổi vào mắt mình khi Senko mặc bộ hầu gái. Tuy bộ này dễ thương thật nhưng Nakano vẫn thích Senko mặc đồ thường ngày hơn, dù sao thì anh đã quen với việc cô mặc đồ truyền thống. Buổi tối khi ăn cơm xong, Nakano liền chủ động đứng dậy dọn dẹp đũa bát để phụ giúp Senko phần nào đấy. Dù gì thì cô đã nấu ăn nên nếu để Senko dọn luôn thì Nakano cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Cứ như anh đang bóc lột sức lao động của trẻ em vậy, nhưng vừa đứng lên cuộc sống của Nakano đã gặp vấn đề. Do ban ngày anh bê đồ nặng còn cộng thêm suốt ngày ngồi làm việc nên chẳng có thời gian vận động. Nếu so sánh thì cuộc sống hiện tại của anh không khác một ông cụ 80 tuổi là mấy. Để giúp cho Nakano thư giãn Senko đã bắt anh nằm xuống để mình dẫm lên cho. Nakano bị sốc nhẹ bởi cách điều trị cuộc sống này của Senko. Tuy anh có sở thích hơi kỳ dị như sờ lông với sờ tay nhưng nếu việc dẫm lên người thì Nakano xin khiếu. Thấy cách này không áp dụng được Senko đành phải dùng cách thông thường là xoa bóp bằng tay. Với bàn tay nhỏ bé cùng làn da mềm mại của Senko xoa trên lưng khiến cho Nakano thoải mái đến mức hai cặp mắt díu lại. Nhưng anh chợt nhận ra nếu Senko mạnh thêm một chút nữa thì sẽ sướng hơn rất nhiều. Vì thế cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận việc để Senko dẫm lên mình. Với trọng lượng 25 cân vừa đủ với lực để khiến cho Nakano phê tận não, mà nếu cứ tiếp tục như này anh sợ bản thân sẽ lại có thêm một sở thích khác người. Sau khi đỡ đau lưng hơn Nakano cũng muốn Senko được thư giãn bằng cách xoa lại cho cô. Khi anh chạm vào tấm lưng của Senko mới phát hiện ra người con gái này nhỏ bé đến nhường nào, mà hơi kỳ lạ ở chỗ tiếng thỏa mãn của Senko lại không khác gì một bà già cả. Mà Nakano lại không quá ngạc nhiên là mấy vì việc này cũng đúng thôi. Senko đã sống được 800 năm thì còn hơn cả một bà già nữa xoa xong phần lưng xong nakano có lùi xuống phía dưới cạnh đuôi anh chỉ ấn nhẹ một chút thôi là senko đã run cả người thì ra không chỉ mỗi đuôi mà từ dưới lưng trở xuống đều là phần nhạy cảm của senko sau khi xong việc nakano còn cố ý trêu giọng của senko khi phê rất hay thấy nakano nói như vậy senko đã trả thù lại bằng cách cù nách anh để biết giọng của nakano khi sung sướng là gì khi ngủ nakano lại mơ thấy mình được ở cùng với senko mà đang mơ đẹp thì lại bị đánh thức bởi bộ lông xù của senko Ba ngày ở công ty khi anh sắp xong công việc của mình thì đồng nghiệp lại tới cầu cứu, thấy cậu ta tha thiết cầu xin Nakano cũng không thể nào từ chối được. Dù sao thì việc anh giúp mọi người trong công ty cũng chẳng còn quá xa lạ nữa. Vì dự án này phải làm lại từ đầu nên mất rất nhiều thời gian đến tận tối muộn Nakano mới xử lý xong, rồi vội vã chạy ra ga tàu nhưng cuối cùng vẫn để lỡ mất chuyến cuối. Không về nhà được nên Nakano đành phải ngủ lại công ty, nếu như ngày xưa sống một mình thì anh cảm thấy việc này rất chi là bình thường nhưng giờ đây ở nhà đã có người đợi anh về nên Nakano cảm thấy rất có lỗi với Senko. Nếu như để cô ở nhà một mình thì sợ cô sẽ cô đơn và mong ngóng mình trở về. đang lủi thủi trở về công ty thì gặp ngay Shizuo ngồi chờ. vì luôn quan sát Nakano nên Shizuo thừa biết là anh không thể về nhà. mà nếu như thế thì Senko sẽ rất buồn thế nên Shizuo đã có lòng tốt sẽ đưa Nakano về nhà bằng sức mạnh của thần cáo. nhưng với một điều kiện là Nakano phải dùng vật phẩm để cúng thì cô mới làm. Thầy Shizu tỏ ra thần bí khi nói về việc cúng bái thần linh Nakano có chút căng thẳng được vài giây, sau đó anh lại tỏ ra bất lực đi vào siêu thị để mua xúc xích Mỹ cho Shizu. Món mà cô đã nhắm đến từ rất lâu nhưng với bộ dạng này thì không thể ngang nhiên vào siêu thị được. Không chỉ thế Nakano còn mua thêm cho Shizu món kem dạo gần đây đang hot. Shizu được ăn nhiều đồ ngon thì cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Mặc dù kem có hơi buốt răng một chút, mà Shizu tỏ ra như thế thì cũng phải thôi. Trên đời này có ai lại đi cúng thần linh mấy món đồ ăn và chứ? Tận hưởng đồ ăn xong, Shijo liền tạo ra một cánh cửa thần kỳ. Ban đầu Nakano có hơi hoài nghi nhưng thấy Shijo bỏ mặc mình ở lại, anh không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào đó, bước qua cánh cửa như một thế giới khác hoàn toàn. Trên đường đi, khi nhìn xuống dưới có thể thấy toàn bộ thành phố. Lúc này Nakano chợt nảy ra ý tưởng là nếu mỗi ngày anh đi làm bằng con đường này thì không còn gì phải bàn luôn. Nhưng làm gì có chuyện tốt đến vậy chứ? shizo đã nói thẳng là làm ra con đường tắt bằng sức mạnh của thần cáo sẽ rất tốn nhiều công sức nên lâu lâu cô mới làm một lần thôi đi được một đoạn đột nhiên shizo tâm sự về việc một á thần như senko lại từ bỏ thế giới thần linh để phục vụ một ông chú tàn tạ như nakano là có lý do vì shizo cho rằng senko vẫn luôn mắc kẹt ở lại ký ức vì thế hiện tại senko coi nakano là tổ tiên của anh chứ không phải bản thân nakano cứ tưởng nói ra việc này sẽ khiến cho Nakano buồn bã nhưng kết quả lại khác xa hoàn toàn so với dự đoán của Shizo là anh chỉ thở nhẹ. Rồi nói việc mình không quan tâm đến chuyện đó vì được ở bên cạnh của Senko là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Trước thái độ của Nakano Shizo quyết định cho anh mượn cô bạn thân của mình thêm một thời gian nữa rồi mới cướp lại cũng không muộn. Thấy Shizo tốt như vậy Nakano liền khen cô không ngớt làm cho Shizo đỏ cả mặt rồi ném thẳng anh ra ngoài một cách không thương tiếc mà Nakano còn chưa kịp cảm ơn đã không thấy bóng dáng của Shizu đâu cả anh chỉ đành trở về nhà. Vừa mở cửa ra là đã có Senko chạy ra đón điều này khiến cho Nakano hơi sững lại một chút, có lẽ là vì những lời nói của Shizu ban nãy đã ảnh hưởng tới anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi với lại Nakano biết mình không nên để tâm điều này, việc của anh là cứ tận hưởng cuộc sống có Senko bên cạnh chăm sóc. Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đã đến, thường thì mọi người sẽ được nghỉ vài ngày để đi thư giãn, nhưng đáng tiếc thay công ty của Nakano là một lò bóc lột sức lao động, nên chỉ cho anh duy nhất một ngày nghỉ, khiến cho Nakano dường như rơi vào tuyệt vọng. Nếu được nghỉ vài hôm thì anh có thể cùng với Senko đi đâu đó chơi chứ không phải ở nhà. Không đi đâu được nên Nakano đang định nằm xuống ngủ để giết thời gian thì đột nhiên Shizo chui ra từ bức tường. Biết nay là kỳ nghỉ của Nakano nên Shizo đã dùng sức mạnh thần cáo của mình đưa mọi người ra biển bằng một cánh cửa như lần trước. Không chỉ như thế cô en còn được hưởng ké chuyến đi du lịch miễn phí này. Mà trong quá trình đến được đây cô En không hề biết mình đi bằng cách nào mà sáng ra mở mắt đã thấy biển. Hóa ra vì không muốn cô biết thân phận của Senko và Shizu, Nakano đành phải đợi cô ngủ để đưa đi qua cánh cửa mà điều đáng nói hơn hết. Là cô En không biết gì cả nhưng vẫn cứ thản nhiên đi cùng mọi người. Mà một người đam mê lo ly như cô En sao bỏ qua hai nàng cáo đáng yêu được chứ. Vừa nhìn thấy Shizu mặc đồ bơi để lộ ra bộ lông trắng hơn tuyết. Cô En liền chớp lấy cơ hội chụp lia lịa để về nhà ngắm dần sau đó cả hai đã bỏ mặc Nakano cùng với Senko ở trên bờ tự mình xuống biển chơi. Có lẽ do mỗi lần tới nhà của Nakano, Shizuo đều đi qua cái nhà của cô En nên cả hai đã trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào không hay. Còn Nakano với Senko ở trên bờ nhìn thấy cảnh này cũng an tâm, bởi vì hai người sợ cái mỏ hỗn của Shizuo sẽ gây bất đồng với cô En, mà không ngờ hai con người này lại thân nhau đến vậy. Khi đi đến đây, Senko cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả ngày. Ngồi bãi biển mà được ăn dưa hấu thì không còn gì bằng nên cô đã mang ra cho Nakano ăn trong lúc ngồi trên bờ. Thấy Nakano cứ ngồi mãi trên đây nên Sen cô cảm thấy có chút tội lỗi. Nên đã hỏi anh việc có giận không khi tự mình làm theo ý của Shizu mà không hề báo cho anh trước kế hoạch này. Nakano nghe thấy vậy thì chỉ biết cười mà thôi. Vì một nhân viên văn phòng suốt ngày ngồi trước máy tính. Đi làm rồi về nhà cuộc sống của anh còn nhạt hơn cả nước ốc. Nên bây giờ được đi biển thư giãn như thế này. Thì làm sao mà anh giận được chứ? thậm chí anh mừng còn không hết mà lý do anh không xuống biển chơi là vì không biết xuống như thế nào và từ trước đến giờ nakano vẫn chưa được đi biển lần nào cả còn senko cũng không khác gì anh mỗi lần đi biển cô chỉ thanh tẩy bản thân chứ không quan tâm lắm đến việc tắm biển và đây là lần đầu senko được mặc đồ bơi nên cô thấy có gì đó rất khác lạ nakano ngồi trên bờ cũng cảm thấy rất vui bởi vì bên cạnh anh là một cô gái dễ thương nhất quả đất khi cả hai đang tâm sự tuổi hồng thì một quả bóng đã đập thẳng vào mặt của nakano từ shizo nếu không cùng nhau xuống biển được thì cả bốn chơi bóng chuyển thôi. Vừa mới chơi được một lúc thì Nakano đã nhận ra Shizu cùng với Senko chuyển động rất linh hoạt. Mà Nakano cũng có kinh nghiệm trò này nên anh không thua kém gì hai nàng cáo cả. Chỉ duy nhất cô en vì lười vận động nên đã bị bóng đập vào mặt cho tỉnh cả người. Do thiếu tập trung nên đã bị dẫn trước khiến đội của Shizu khá nản trí nên liên tiếp để bóng rơi. Thấy vậy cô en liền động viên Shizu là cùng nhau hợp lực chơi hết mình đê. Senko cùng với Nakano thấy đội bên kia hào hứng như vậy thì cũng quyết tâm là sẽ không để chịu thua, càng chơi cả hai đội càng hăng sức. Khi Senko ra một đòn cực đẹp để quyết định sự thắng thua, thì cơn đau lưng của cô lại tái phát khiến cho Senko ngã dập mặt đành phải kết thúc cuộc chơi. Đến lúc bị như này Senko mới nhận ra tầm quan trọng của sự vận động. Còn cô En đến tận bãi biển vẫn không quên nữ thần cô cô của mình. Cô dùng luôn cát để xây một bức tượng ngay trên bờ biển, chơi một lúc chán thì đến giờ ăn. Nên cô cùng với sizo đã mang ra một đống đồ nào là vì nướng rồi pha đủ thứ ti tỉ cho việc mở một bữa tiệc cạnh bờ biển. Hóa ra những thứ này là do Shizu đã biết trước chuyến đi chơi nên cô đặt mua trên mạng. Mà càng đặt thì con quỷ thích mua sắm trong người của cô en càng trỗi dậy. Nên cô đã mua cả một đống đồ luôn. Tuy đã có đủ dụng cụ nhưng điều Nakano lo lắng hiện giờ là bọn họ không có nguyên liệu để chế biến. Nghe điều này Shizu liền nảy ra ý tưởng là đi bắt tay không. Mà việc này vừa hoang dã lại còn tiết kiệm. Không thèm đợi ý kiến từ hai người còn lại Shizu liền rủ cô en cùng mình đi ra biển. Còn Senko với Nakano ở lại sắp xếp dụng cụ, vì có sẵn lửa hồ ly của Senko nên Nakano cũng không có việc để làm nhiều. Trong lúc đợi Senko chuẩn bị, anh quyết định đi dạo vòng quanh bờ biển xem có đồ gì giúp cho Senko hay không. Vừa đi được một lúc thì gặp ngay một nhà hàng thấy vậy Nakano liền ghé thăm nhưng không hề thấy ai ở đây cả. Trong lúc anh đang định bỏ đi thì một bà chủ đã xuất hiện và tặng cho Nakano một đống đồ ăn hải sản tươi sống. Nhưng làm sao mà Nakano có thể tùy ý nhận quà từ người lạ được chứ? anh nhìn vào đống đồ ăn nhất quyết từ chối thấy người phụ nữ tự nhiên im lặng nên nakano quay ra để xem thì cô ta đã hoàn toàn biến mất cuối cùng nakano chỉ đành mang toàn bộ số đồ này về cho senko anh cũng có kể lại chuyện ban nãy mình gặp có thể đối với nakano gặp một nhà hàng trên bờ biển là một điều hiển nhiên nhưng senko thì lại khác cô kể cho anh về nơi này là một vùng đất mà con người không thể nào vào được thấy senko nói với vẻ mặt âm u càng khiến cho nakano sợ hãi thêm Đúng lúc này thì Shizu quay lại với một mớ rong biển còn cô En thì mệt không thở nổi, hóa ra cả hai không hề bắt được một con cá nào cả. Cô En với Shizu đang rơi vào tuyệt vọng thì gặp ngay đống đồ ăn đặc sắc, không thèm chờ đợi hai người còn lại mà cứ thế lao vào chuẩn bị đồ ăn. Buổi tối khi đang đốt pháo hoa trong lòng của Nakano lại thấy có chút tiếc nuối, vì sau khi cháy hết pháo hoa anh lại phải trở về thực tại để đi làm việc, thấy anh bận tâm chuyện này. Senko liền an ủi Nakano là cuộc vui nào thì cũng có lúc kết thúc thôi nên anh đừng bận tâm chuyện đó mà hãy tận hưởng niềm vui hiện tại đi. Sau kỳ nghỉ lễ Nakano lại tiếp tục cuộc sống thường này, như mọi hôm anh chuẩn bị xong thì liền đi luôn. Nhưng đúng vào giờ đi làm của Nakano, TV chiếu món gờ ra tan ngập tràn phô mai, khiến cho Nakano không thể rời mắt được. Mặc cho Senko có nhắc nhở anh việc đi làm, sau khi xem được một lúc anh mới nhận ra là bản thân đã trễ giờ, nên không kịp chào hỏi Senko mà cứ thế chạy đi luôn. Thấy Nakano thích món gờ ra tan đến vậy, Senko không còn cách nào khác chỉ đành chạy sang nhà của cô En. Để nhờ cô giúp đỡ mình nấu món này, được một thiên tài nấu nướng như Senko nhờ dạy nấu ăn, khiến cho cô En có chút ngạc nhiên. Bởi vì cô là kiểu người cả tỷ năm mới nấu đồ ăn một lần, nhưng vẫn có thể làm món gờ ra tan vì nó rất đơn giản. Senko nghe điều này cũng đành thú nhận một bà già lỗi thời như mình chỉ biết nấu món Nhật. Còn theo kiểu châu Âu thì cô bó tay đầu hàng. Thấy ân nhân cứu mạng mình mỗi lúc bị con quỷ đói dí, đang cần sự trợ giúp cô e không thể nào làm ngơ được vì thế đã ra tay chỉ bảo sen cô làm món này dù sao thì cô en cũng không thể nào ngồi vẽ liên tục được nên đây cũng là một cách để cô vận động shizo ngồi bên cạnh từ nãy giờ cũng tham gia góp sức để nấu món mà cô thấy cũng thú vị lại còn giúp cho nakano thỏa mãn cơn thèm đồ ăn vì nguyên liệu đã có sẵn ở nhà của cô en nên khoản này không quá khó khăn tuy gờ gia tan làm đơn giản nhưng cần nhiều nguyên liệu thành ra khá tốn thời gian ban đầu cô en tưởng mình sẽ phải vận động nhiều lắm nhưng trong quá trình nấu việc của cô là chỉ cần đứng hướng dẫn cho sen cô làm đến giai đoạn gần cuối vì để món ăn thêm ngon shizu còn có ý định bỏ đường vào khiến cho cô en cùng với sen cô hoàn toàn bất lực trước shizu người có chấp niệm quá lớn với đồ ngọt sau khi lấy bánh từ lò vi sóng ra mùi hương đã lan ra khắp cả căn nhà shizu vừa nhìn là biết mình không thể nào bỏ qua món này được rồi thế nên cô đã nếm thử trước vừa bỏ miếng bánh đầu tiên vào trong miệng shizu có cảm giác như bản thân hoàn toàn tan chảy trước sự ngon của g gia tan không chỉ mỗi Shizu mà hai người còn lại cũng không khác gì. Riêng cô En cực kỳ ngạc nhiên vì không nghĩ sen cô ngay lần đầu, chỉ qua sách hướng dẫn mà có thể nấu ngon hơn cả cô đã làm món này cả trăm lần. Ăn xong sen cô còn không quên dọn dẹp với rửa đống bát hôm nay đã dùng đến, thấy căn bếp của mình sạch bóng hơn trước rất nhiều cô En cảm kích không thôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó sự đáng yêu khi cảm ơn của Senko suýt chút nữa thì làm cho cô En không kiềm chế được bản thân mình. Trong bữa ăn tối hôm nay của Nakano có xuất hiện món gờ gia tan mà mình mới thèm hồi sáng khiến cho anh như muốn gục ngã ngay tại chỗ luôn. Mà ăn được vài miếng anh phát hiện ra là senko còn thêm cả đậu phụ với vài gia vị khác vào nữa. Nhưng cũng không làm thay đổi vị gờ gia tan mà ngược lại còn làm cho nó thêm đặc biệt hơn bao giờ hết. Mà nhà hàng xóm bên cạnh lại không được hạnh phúc cho lắm. Khi Shizuo có lòng tốt nấu cho cô em một bữa tối bằng mì ăn liền do lửa mình tạo ra. Không chỉ như vậy cô còn thêm đường vào mì khiến cô en ăn được một miếng là thải ra ngoài hết. Mùa thu đã gần tới rồi nhưng thời tiết vẫn nóng không khác gì mùa hè. Mỗi lần đi làm phải mặc bộ vest dày cộp khiến cho Nakano về nhà chỉ muốn thở ngay lập tức. Cũng may là Senko bật sẵn điều hòa nên anh cũng dễ chịu hơn phần nào. Trong lúc giúp Nakano cởi bỏ áo khoác Senko mới nhận ra là tóc anh đã dài ra rất nhiều. Mà thời tiết thì nóng nực nên cô đã ngỏ ý với Nakano là hãy đi cắt tóc để đầu nhẹ hơn. Tuy Nakano cũng cảm thấy khó chịu với quả đầu. Nhưng đáng tiếc là anh lại không có thời gian để đi tỉa chúng, mà đợi đến ngày nghỉ cuối tuần thì còn lâu quá nên Senko nhập luôn vai thợ cắt tóc, vì để Nakano tin tưởng giao quả đầu rậm hơn cả tổ chim cho mình. Senko đã đưa quyển sách tạo mẫu tóc cho anh xem. Thấy Senko có kiến thức đầy mình, Nakano cũng yên tâm phần nào mà ngồi xuống để cho Senko tùy ý làm gì thì làm. Không may là vừa cắt nhát đầu tiên Senko đã lỡ tay, sau đó cũng không khá hơn là bao khi cô tạo 7749 kiểu tóc của mấy anh đầu đường xó chợ thấy mãi mà không được senko đành phải bật chế độ nghiêm túc, tỉa đi tỉa về cuối cùng cô cũng cho ra được một quả đầu tóc nên hồn, ngắm mình trong gương nakano cực kỳ hài lòng với kết quả này. mà sau khi cắt xong thì anh phải đi gội đầu thấy vậy senko liền chăm sóc một cách chú đáo nhất. được người khác gội đầu cho nên nakano có chút ngượng vì thế anh đã từ chối thì liền bị đuôi của senko khuất phục và khi được bàn tay nhỏ nhắn của senko xoa bóp với trước mặt là bộ lông mềm mại khiến cho nakano cứ có cảm giác như sắp thăng thiên ngay lập tức vậy sau khi gội xong Nakano cực kỳ thoải mái, nên anh đã nhờ Senko lần sau gội cho mình tiếp. Thấy Nakano tin tưởng mình đến vậy Senko liền thú nhận việc đây là lần đầu tiên cô dùng kéo cắt tóc nên nhát cắt đầu đã hỏng. Cũng may là cô đã dùng ma pháp để nối nó lại trong hai ngày. Nakano nghe được điều thú tội của Senko thì như chết lặng. Anh sợ sau hai ngày nữa toàn bộ tóc trên đầu mình sẽ rụng xuống không còn một cọng nào. Nhìn dáng vẻ Nakano hoang mang về tóc ngố đến vậy. Senko liền bật cười vì những lời ban nãy chỉ là câu nói đùa của cô mà thôi tóc anh vẫn sẽ được giữ trên đầu mãi mãi. Bị trêu như vậy Nakano cũng không chịu thua một chút nào cả. Anh kiên quyết là lần sau sẽ chăm chỉ ra tiệm còn hơn là ở nhà cho Senko động vào. Bị Nakano xua đuổi khiến cho Senko buồn tuôn nước mắt ra ngoài. Biết mình trả đũa thành công Nakano cũng không còn trêu Senko nữa. Cơn tuyết đầu mùa đông đã rơi xuống. Senko mới thức dậy thấy cảnh này thì cực kỳ hào hứng còn Nakano thì ngược lại. Anh chỉ có thể thở dài thay quần áo đi làm như mọi ngày vì không nhận được thông báo nghỉ của công ty mặc cho tàu điện có dừng hoạt động đi chăng nữa. Vậy nên Nakano càng phải đi làm sớm để kịp giờ tới công ty. Trước khi đi anh cũng không quên dặn Senko. Đi ra ngoài làm gì thì nhớ mặc áo khoác vào, vì anh sợ Senko ỉ có lông ấm nên không mang thêm áo. Mà cứ thế đi ra ngoài thì chỉ có toang mà thôi. Vì không nỡ rời xa Nakano Senko bám theo anh đến tận ngoài hành lang. Đang đi thì đột nhiên điện thoại Nakano rung lên, hóa ra đến giờ này công ty mới thông báo tới được nghỉ. Làm cho Nakano mất công phải dậy sớm. Senko thấy đã ra đến tận ngoài này rồi thì liền rủ Nakano xuống dưới đường ngắm tuyết xem thế nào. Dù gì thì đây cũng là tuyết đầu mùa mà, với lại đã rất nhiều năm rồi tuyết không rơi nhiều như vậy nên Senko đã lôi kéo Nakano cùng mình chơi ném tuyết cho đã đời. Nhưng lại bị anh từ chối phũ phàng với lý do là quá già để làm mấy trò trẻ con này. Biết Nakano ngại nên Senko chỉ đành thở dài đi dạo ngắm quanh khu nhà. Vì không nỡ để cô đi một mình nên Nakano cũng lẽo đẽo theo sau, nhìn Senko giữa trời tuyết Nakano mới chợt nhận ra là chỉ những lúc như vậy cô mới có thể tự do tự tại đi ra ngoài, mà không cần che chắn thứ gì cả, và cái đuôi cứ ngoe nguẩy cùng đôi tai xinh xắn khiến cho sen cô không khác gì một cục bông vào tỏa sáng giữa trời tuyết. Sen cô cứ có cảm giác ai đó đang đi theo sau mình. Khi quay lại thấy Nakano không về nhà mà vẫn đi theo mình khiến cho cô tưởng là anh có hứng thú với trò ném tuyết. Thấy cô vẫn lôi kéo mình như vậy Nakano chỉ có thể nói ra sự thật là anh thấy Senko hiện tại dễ thương nên mới mải ngắm nhìn chứ anh già đầu rồi nên không hứng thú ba cái trò trẻ con nó. Đang định quay về nhà nằm ngủ cho đã thì đột nhiên bị ai đó ném tuyết vào đầu mà người đó chỉ có thể là Senko mà thôi. Thấy anh cứ lấy cái lý do mình già để không chơi cô liền so sánh bản thân mình đã hơn 800 tuổi rồi. Nhưng vẫn còn sung sức hơn thanh niên mới có vài chục tuổi. Thấy Senko lên mặt như vậy Nakano cũng không kiềm chế mình làm gì nữa. Nên anh đã không thèm nhượng bộ mà cứ ném thẳng vào người Senko. Nhưng xui thay là cô né được còn Nakano chúng đến lần thứ hai thì đã gục ngã hoàn toàn. Quay sang nhìn vào bộ lông của Senko, anh cũng biết là tiết trời lạnh như vậy cơ thể cô cảm thấy rất thoải mái mà cũng đúng như lời Nakano. Senko chọn một đống tuyết cứ thế đâm đầu vào nhì không khác gì một con cáo cả. Hai người cứ thế vui vẻ chơi giữa trời đầy tuyết rơi. Còn cô En ở nhà thì không được hăng sức như thế. Cô phát hiện trong tủ lạnh đồ ăn dự trữ đều hết sạch nên định ra ngoài mua một chút đồ. Mà vừa mở cửa ra cái lạnh đã tạt thẳng vào mặt cô và khung cảnh dưới nhà là hai con người đang chơi tuyết, nhìn đường phố đâu đâu cũng đều tuyết cô En liền dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ ra ngoài. Cô thà nhịn đói ở nhà còn hơn phải chịu rét hoặc cũng có thể là do lười, Senko và Nakano sau khi chơi chán rồi mới chịu về nhà. Vì ở ngoài trời khá lâu nên Senko biết là tay của Nakano đã lạnh cóng hết cả rồi, nên cô liền đi chuẩn bị nước nóng để anh tắm. Ban đầu Nakano không có ý kiến gì về việc này nhưng vài giây sau khi nhìn cái đuôi ngoe nguẩy của Senko, anh lại thay đổi ý định là chỉ cần được sờ đuôi thôi thì tay sẽ ấm trở lại. Lúc đó chẳng còn cần chuẩn bị nước làm gì nữa. Thấy anh thích như vậy Senko chỉ đành gật đầu thuận theo ý anh, mà thường ngày Nakano sờ vào thôi là nó đã nhạy cảm lắm rồi. Nay anh còn thêm quả tay bút nữa khiến cho Senko phải gục ngã. Quay ra thì lên cơn sốt vì bị hành hạ đến mức này Senko cấm luôn Nakano đụng vào đuôi của mình. May là trong nhà có lò sưởi nên Senko vừa nằm một lúc trong đó là cơ thể khỏe trở lại. Thấy mình không còn bị sao nữa, cô cũng không thèm giận Nakano mà còn ra dấu hiệu cho anh sờ đuôi mình. Nakano cũng không khách khí mà nằm xuống sưởi ấm áp còn được ôm đuôi của Senko khiến anh chỉ muốn nằm như thế này mãi. Nhưng chỉ được tận hưởng một chút Senko liền phải đứng dậy để đi chuẩn bị bữa tối nếu nằm mãi thì chỉ có nhịn đói mà thôi. Cô vừa rời đi một bước thì đột nhiên từ đâu có một giọng nói của một người phụ nữ khác xuất hiện. Khi quay đầu lại Senko hơi sốc nhẹ vì tự nhiên cấp trên của mình tới đây mà không báo cho cô một tiếng nào hết. Còn Nakano ngắm mãi mới nhớ ra người này chính là bà chủ cửa hàng hôm trước đã tặng đồ ăn cho bọn họ. Nay thấy cô đến nhà anh mới có dịp cảm ơn món quà quý giá đó. Sau đó cấp trên của Senko cũng tự giới thiệu bản thân mình là xô ra một thần cáo đã sống mấy nghìn năm. Nhìn thấy dạo này cuộc sống của Senko hạnh phúc nên ghé qua chiêu tí ấy mà. Mà Nakano thì cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này. Từ khi cô ta xuất hiện anh đã cảm nhận được thần cáo này có gì đó khác biệt hoàn toàn so với Senko và Shiro. Vì ra đến đây để trêu Senko mà, nên cô đã dùng cơ thể mọng nước của mình để quyến rũ Nakano. Cứ nghĩ với thân hình này anh sẽ bị mê hoặc. Ai ngờ Nakano lại là một ông chú có sở thích khác người. Hai cặp bưởi trước mặt thì anh không thèm để ý mà trong đầu chỉ có đuôi. Từ lúc ra xuất hiện anh luôn ước rằng mình có thể úp đầu vào mấy cái đuôi của ra thì hạnh phúc đến mấy. Thấy Sô cứ thích chọc ghẹo mình Nakano cũng không cần ngại nói ra việc mình thích sờ đuôi khiến cho Sô phải đứng hình hai giây. Còn Senko đứng bên cạnh quan sát từ nãy giờ cũng không chịu được nữa. Cô liền dùng đuôi mình để thay thế mà không muốn cho Nakano sờ đuôi của ai khác ngoài mình. Thấy đuôi của mình sắp bị gặp nguy hiểm Sô cũng chẳng thèm ở lại đây lâu mà chuồn luôn. Nhưng trước khi cô đi còn cố tình hù dọa sắp có chuyện xấu đến với Nakano làm anh có chút hoang mang. Senko vì giận chuyện ban nãy anh có ý định sờ đuôi của Sô vì thế bữa tối đã chỉ cho anh ăn mỗi cơm trắng cùng với một con cá để cho Nakano chừa. Sau khi dọn dẹp nhà xong thì Senko định lục lọi tủ để tìm nguyên liệu nấu bữa tối. Vừa mở cửa ra cô phát hiện một tấm thẻ có hình hoa anh đào. Điều này khiến cho cô nhớ lại Nakano hồi nhỏ đi lạc trong rừng đã cầm theo một cành hoa tương tự như tấm thẻ. Và trước khi cùng bà ra khỏi khu rừng cậu đã để lại cành hoa đó dưới tượng thần cáo coi như một lời cảm ơn. Khi Senko đang cảm thấy hoài niệm về ký ức thì đột nhiên cô cảm nhận được điểm xấu mà điểm đấy thì chính là Nakano ở công ty bị xếp cho ăn hành cả ngày. Buổi tối khi Nakano vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là Senko đang quỳ trước mặt, và đằng sau cô là dèm Nozen, hóa ra Senko muốn thay đổi một chút không khí trong nhà để Nakano cảm thấy vui vẻ hơn. Không chỉ như thế cô còn chuẩn bị một đống rượu không khác gì một cửa hàng cả, mà Nakano cũng thừa biết số rượu này đều là đồ cúng của Senko, tuy biết vậy nhưng anh cũng chẳng bận tâm chuyện này cho lắm. Sau một ngày làm việc vất vả mà về đến nhà được thưởng thức nhiều rượu ngon. Với đồ nhắm do Senko chuẩn bị khiến cho Nakano cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, đặc biệt trong các loại rượu mà Senko cho Nakano uống có rượu anh đào. Điều này khiến cho anh nhớ lại năm ngoái khá tiếc nuối khi quá bận rộn với công việc mà không thể đi ngắm chúng. Nhưng năm nay có thêm cả Senko nữa nên anh nhất định phải đi cho bằng được. Vì tử lượng có hạn nên chỉ uống có vài chén Nakano đã bắt đầu say xỉn. Còn ăn nói linh tinh và vô tình làm rơi cốc. Senko nhìn cảnh này thì chỉ biết thở dài đi đến bên cạnh Nakano để dọn dẹp. Đột nhiên lại được anh đưa cho danh thiếp khiến cho Senko cảm thấy thật buồn cười trước dáng vẻ đáng yêu của Nakano khi say rượu. Chưa dừng lại anh còn là lẩm bẩm về bản thân là đồ vô dụng. Vì vậy đáng lẽ anh không được sinh ra trên đời làm gì cho chật đất. Anh còn cảm thấy bất công khi hồi sáng trong lúc ra sản phẩm đột nhiên khách hàng thay đổi số lượng. Vì vậy anh phải tăng ca không lương còn ông xếp cứ nghĩ anh là dân chuyên thì cái gì cũng giải quyết được. Sau khi kể xong nỗi uất ức trong lòng, Nakano mới chợt nhận ra là mình đã kể về sự tiêu cực của bản thân. Vẫn biết là điều này không nên vì sợ rằng sau khi nghe xong Senko sẽ lo lắng và bận tâm chuyện này, thấy anh cứ định giữ tâm tư trong lòng một mình. Senko nói thẳng ra việc cô đến đây là để chăm sóc cho anh nên cô muốn giúp Nakano từ tinh thần lẫn thể xác. Với lại cô cũng muốn biết thêm về anh nên anh cứ thoải mái nói ra hết tất cả những điều mà mình muốn. Nghe xong lời an ủi của Senko, nước mắt Nakano không tự kiểm soát được mà rơi xuống. Có lẽ những giọt nước mắt này anh đã phải nuốt ngược vào trong không biết bao nhiêu lần rồi, do quá mệt mỏi nên anh ngã xuống ngay trúng đuôi của Senko. Còn nhỏ nước dãi lên khiến cô cảm thấy bất lực với đứa trẻ đã phải chịu nhiều sự uất ức. Và tất cả cảnh trên đều được xô ra cùng với Shizu quan sát từ đầu tới cuối, thấy Nakano vẫn cứ mệt mỏi thì Shizu cực kỳ tức giận. Vì nếu anh không khỏe trở lại thì Senko vẫn còn ở đấy mãi, và cô cứ tiếp tục phải chờ đợi Senko trở về thế giới thần linh để được ăn món ngon mỗi ngày. Khác với Shizu tức điên cả người thì Sô ra bên cạnh lại cực kỳ thành thơi vì cô biết rằng chuyện gì thì cũng sẽ có dấu chấm hết nên chắc chắn Senko sẽ quay trở lại khi điều đó tới. Ba ngày Nakano ở công ty đang chăm chú làm việc thì đồng nghiệp đi tới tán gẫu chuyện nghỉ phép có lương khiến cho anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đang định hỏi lại thì đột nhiên ông sếp xông tới gọi anh và đồng nghiệp vào phòng về tới nhà Nakano có kể với Senko việc mình được công ty cho nghỉ phép. Biết được Nakano không còn phải đi làm nữa thì Senko cực kỳ vui mừng. Tại vì anh có thể được thư giãn một thời gian rồi, với kỳ nghỉ lễ dài này Senko và Nakano cũng có thể cùng nhau đi chơi xa một chuyến. Thấy cô thích thú như vậy, Nakano hỏi Senko thích đi đâu, thì toàn nhận được câu trả lời là siêu thị, nếu xa hơn nữa thì là siêu thị nhưng ở bên khu phố khác. Mà để chúc mừng cho việc vui thì hai người lại tiếp tục uống rượu cho đã đời. Dù sao thì ngày mai Nakano cũng không phải đi làm, nhưng chuyện không may đã xảy tới là mới sáng ra mẹ Nakano gọi điện thông báo với anh chuyện bố bị đi bệnh viện. Tuy rằng ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bà vẫn muốn nói với Nakano một tiếng về tình hình ở nhà. Nghe xong điện thoại đột nhiên Nakano nhớ tới Soja đã từng nói là mình sắp bị xui và mỗi lần gặp điều gì đó đen đủi thì Nakano lại nhớ đến câu nói của Soja. Vì cũng lâu rồi nên anh định trở về quê thăm bố mẹ nên đành phải xin lỗi Senko chuyện sẽ cùng nhau đi chơi. Trước khi đi anh cũng không quên để lại điện thoại cho Senko nhằm đề phòng chuyện bất chắc xảy ra. Sau khi qua hai ga tàu cuối cùng Nakano đã tới được bệnh viện mà bố đang nằm vừa vào tới sảnh thì gặp ngay mẹ. Mà mẹ thấy Nakano về nhà thì hơi sốc, vì ban đầu bà chỉ định thông báo cho anh biết chứ không nghĩ rằng Nakano về thẳng nhà để thăm bố. Mà lý do bố anh nằm viện là lúc đi họp lớp đã uống quá chén với bạn bè. Nên trong lúc lái xe về nhà không may gặp tai nạn rồi bị gãy vài cái xương, còn Senko do không phải chăm sóc Nakano mấy ngày nên cô cũng trở về nhà của mình. Mà vừa mở cửa ra thì gặp ngay cô En sang trả hộp cơm nên Senko phải quay lại vào nhà để cất. Khi chuẩn bị đóng cửa lại, cô nhìn căn nhà một lúc lâu như thể không muốn rời xa nó một chút nào. Trước khi rời đi, Senko còn không quên nhắc cô En là trời sắp mưa nên nhớ thu quần áo. Ban đầu cô En không tin lắm vì dự báo thời tiết nói là trời sẽ nắng, mà không ngờ một lúc sau trời bắt đầu lại đổ mưa to. Còn Nakano ở nhà do không có việc gì làm nên anh đã đi thăm mộ bà. Và nơi đây cũng chính là lần đầu Nakano gặp Senko khi bị lạc đường, nhìn vào đền thờ cáo anh mới nhớ lại những giấc mơ mà mình được ở cùng với Senko là ký ức của tổ tiên. Mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra là Senko đã luôn theo dõi gia đình mình từ rất lâu rồi. Sau khi thăm mộ bà xong, Nakano đang định trở về nhà thì nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp báo dự án lại gặp rắc rối và chỉ có Nakano mới có thể giải quyết được. Vì tình hình sức khỏe của bố anh cũng không còn đáng lo ngại nữa, nên Nakano quyết định là sáng mai sẽ trở về ngay. Điều này khiến cho anh đồng nghiệp mừng rớt nước mắt khi vị cứu tinh sắp quay trở lại. Buổi sáng hôm sau trước khi anh rời đi, mẹ còn tặng cho vài miếng đậu rán để ăn khi đói. Nakano vừa nhận lấy vừa thở dài, vì trên Tokyo mỗi ngày đều có Senko dán đậu cho ăn mà về đến quê cũng không thoát khỏi món này, sau vài tiếng cuối cùng Nakano cũng đã tới Tokyo. Trong lúc bước lên nhà anh còn tưởng tượng cảnh Senko sẽ rất vui mừng khi mình về đột ngột mà không báo cho em ấy một tiếng nào. Khi chuẩn bị mở cửa ra Nakano cực kỳ háo hức màn chào đón của Senko, nhưng khi mở ra đằng sau cánh cửa là một không gian tối om không hề có bóng dáng của Senko đâu cả. Bước vào trong anh phát hiện điện thoại đặt trên bàn và Senko cũng không xem thông báo khi mình gọi tới. Ban đầu Nakano vẫn cứ nghĩ là Senko chỉ đi siêu thị nên không có mặt ở nhà, nhưng khi anh nhìn hộp bento trống không thì lại thấy không yên lòng. Nên đã qua nhà của cô En để hỏi thì mới biết là Senko đã rời đi từ hôm qua còn mang theo cả ô. Với lại cô En còn kể chi tiết việc ánh mắt đượm buồn của Senko khi đi nữa, điều này càng khiến cho Nakano hoang mang thêm. Nhưng một điều mà cô em thấy thắc mắc là hôm nay có chiếu tập mới của cô cô nhưng Shizu lại không đến. Cô cứ có cảm giác như hai người này đã hoàn toàn biến mất khỏi đây vậy. Trong khi Nakano ở nhà đang rơi vào trầm tư vì không thấy Senko, lúc này trên thế giới thần linh thì Senko đang chăm sóc cho Shizu và còn cẩn thận mang rất nhiều đồ ngon về cho Nakano. Với lại cô cũng định về luôn trong hôm nay, nhưng việc chính của Senko lên đây là để hỏi Sô ra một việc quan trọng. Chưa kịp đợi Senko nói ra xô đã biết việc cô định hỏi chính là bóng tối xung quanh Nakano vẫn không chịu biến mất, cho dù Senko đã tận tâm chăm sóc cho anh suốt một năm qua. Thấy Senko tỏ ra hoang mang nên xô ra cũng nói thẳng luôn. Việc làm bóng tối đó hoàn toàn không thể nào biến mất được, và cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Về phần Nakano anh ở nhà cũng không vui vẻ gì, khi đến giờ chiếu cô cô rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Senko đâu cả. Cuối cùng một mình anh tự ngồi xem, Tự nhiên cuối tập phim có lời thoại là tạm biệt khiến cho Nakano nhớ đến Senko. Anh sợ rằng từ nay trở đi sẽ không gặp được cô nữa, nên đã vội vàng chạy đi tìm kiếm từ siêu thị đến đền thờ thần nông. Mặc cho bản thân có phải dầm mưa đi chăng nữa thì anh cũng mặc kệ. Lúc này trên thế giới thần linh đang rất căng thẳng, xô không muốn Senko phải trải qua chuyện đau khổ đó thêm một lần nào nữa. Mà nhắc đến chuyện cũ trong đầu Senko tái hiện ký ức khi cô chỉ biết ngồi nhìn người chủ của mình ra đi. Và cô cũng biết là nếu mình tiếp tục ở bên cạnh Nakano thì chuyện đó vẫn sẽ xảy ra một lần nữa. Sô ra dường như nhìn ra tâm tình của Senko. Nên đã khuyên cô đừng quay về nơi đó làm gì nếu không muốn tự làm khổ bản thân. Mà Senko thì chính là người hiểu rõ việc này nhất. Cô suy nghĩ một hồi và quyết định là sẽ tiếp tục cương chiều Nakano cho đến khi anh ấy rời xa thế gian này thì thôi. Khi cô đang ung dung bước đi thì trùng hợp gặp Nakano đang đứng thất thần ở giữa đường. Còn người thì ước không khác gì con chuột cả. Senko theo bản năng lấy khăn ra lau người giúp cho Nakano, còn anh thì như từ địa ngục trở về khi tìm mãi mà không thấy Senko đâu cả. Nakano cứ tưởng là từ nay trở đi sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa chứ. Thấy anh hiểu nhầm như vậy Senko cũng giải thích luôn là mình chỉ lên thiên giới gián đậu thôi nên không cần lo lắng quá, sẵn tiện thì cô đang mang theo đồ nhắm với rượu ngon. Nên dù Nakano ngồi ở một gốc cây hoa anh đào nào đó để thưởng thức, vừa yên tâm được một lúc thì Nakano lại cảm thấy bất an sợ rằng cảnh sát sẽ tới tóm anh khi dẫn một đứa trẻ ra ngoài công viên để uống rượu vào giờ này. Senko nghe thấy thế thì không khỏi bật cười vì từ lúc đầu cô đã lập kết giới. Để bữa tiệc của mình với Nakano không bị làm phiền rồi nên anh cứ thoải mái mà xóa thôi. Vì hôm nay có hứng nên Senko cũng tham gia vào việc uống rượu. Nhìn cách mà Senko cầm chén rượu lên thưởng thức Nakano cứ nghĩ cô là một dân chuyên. Nhưng vừa uống được một ly mặt Senko đã đỏ lên nhìn là biết cô không được tỉnh táo cho lắm. Vì để Nakano ngắm hoa thoải mái nhất Senko đã kéo anh nằm xuống đùi của mình để tận hưởng khung cảnh có một không hai. Mà Nakano khi nhìn vào Senko anh thấy kẹp tóc trên đầu cô mới nhớ lại chuyện hồi nhỏ nên đã bật dậy hỏi cô chuyện đó, không muốn Nakano phải bận tâm thêm điều gì nữa. Nên Senko chỉ trả lời qua loa và tiếp tục để anh nằm xuống đùi mình, đang tận hưởng cảnh đẹp thì đột nhiên cô En cùng với Shizo xuất hiện để góp vui. Khi đi đến đây cô En còn không quên mang cả máy tính để cùng với Shizo xem tập cuối của cô cô. Nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt Nakano cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, vì từ nay trở đi anh lại tiếp tục được ở bên cạnh Senko. Thế là bộ anime Sống cùng nàng cáo thần kết thúc ở đây. Đừng quên like, đăng ký và để lại bình luận của bạn để ủng hộ kênh cũng như giúp chúng mình cải thiện nội dung hơn nữa nhé.